Chiều ngày 12 tháng 2 năm 2022, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hiếm gặp. Một chiếc xe tải đông lạnh bất ngờ đâm thẳng xuống con mương thoát lũ bên đường. Chiếc xe bị lật nghiêng, rất may tài xế chỉ bị thương và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại hiện trường, chiếc xe tải đông lạnh mang biển số 70H00408 nằm vắt vẻo ngay trên con mương thoát lũ. Chiếc xe bị lật nghiêng, hỏng bốn bánh lên trời. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Ninh Hòa đã có mặt ghi nhận tại hiện trường. Theo người dân nơi đây cho biết, chiếc xe tải đông lạnh lưu thông theo hướng bắc nam. Khi đến đoạn đường trên, có thể lái xe bị buồn ngủ nên bị mất lái lao thẳng xuống con mương thoát lũ bên đường. Rất may lái xe chỉ bị thương. Vụ tai nạn không gây ùn tắc giao thông do chiếc xe đông lạnh nằm gọn lên lề. Thêm một bài học nhắc nhở cho các lái xe đi đường dài nên điều tiết hợp lý thời gian ngủ nghỉ để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên quốc lộ.